Rồi, nào mình đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xong rồi cái slide cuối cùng nó là chứa tài liệu tham khảo thì không phải vậy. Nếu bạn làm vậy thì bạn sẽ làm sai cái mục đích của cái chương trình PowerPoint này đi. Giờ các bạn hỏi cái EndNote mà để xài cho PowerPoint á, thì bạn này vẫn hỏi mà mình cũng không biết trả lời sao luôn, tức là bạn hỏi nè, tức là bị vậy nè, bị chèn vô EndNote thì nó bị một một rồi nè, một rồi nè. Thì cái PowerPoint mà mình xài EndNote á, thì mình sẽ sử dụng cái mục đích khác so với Word, chứ mình không thể nào bê nguyên cái của Word qua được. Ví dụ ha, ví dụ như bạn làm đặt vấn đề đi, mà bạn ghi kiểu này nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái này nè, thì sẽ bị thầy cô bắt, tại vì nó gọi là sao ta? Nó gọi là PowerPoint là mình trình những cái kiến thức mình nói, còn cái hình trên đây á, chủ yếu mình đưa những cái từ ngắn gọn hoặc là hình ảnh thôi, chứ còn mà mình chơi chữ như thế này là thế nào? Mấy ông thầy cũng muốn chửi, tại chữ quá nhiều sẽ gây ngủ. Và như vậy thì mình ứng dụng cái EndNote vô trong cái PowerPoint này nó sẽ không đúng, nếu mà mình bê nguyên cái của Word qua thì nó sẽ không đúng. Lâu quá mình không có coi mấy cái này, không có nghiên cứu khoa học gì hết, cho nên là ví dụ nè, bây giờ đặt vấn đề nè, ví dụ như đặt vấn đề của cái ung thư vú chẳng hạn đi, thì vô như một cái tài liệu của ông Nguyễn Nhân Hùng để mình để ở phía dưới này, thì mình nói ừ, vấn đề của ung thư vú là thứ nhất nó đứng thứ nhất phụ nữ, thứ hai là gây chết nhiều, thứ ba gì đó, tức là mình phải đưa hình ảnh vô. Còn cái tài liệu nào nói cái câu đó thì mình một là mình xài thủ công, hai là mình ứng dụng trong trong EndNote bằng cách nè, ví dụ như bây giờ đúng không, ví dụ như sách này nó nói đi thì mình chọn nó nè, mình qua bên đây nè, xóa nè, mình chọn EndNote nè, chọn insert selected references thì nó sẽ ra nguyên câu này nè đó. Lúc này mình sẽ xóa bỏ số 1 rồi đi đó, thì nó cái bỏ trang này đủ nha, thì lúc này EndNote nó sẽ giúp mình là mình không có cần phải nhập nguyên cái cụm từ này đó, mà mình copy bên đây nè qua, nó sẽ nhanh hơn. Còn cái định dạng như thế nào á, ví dụ như là chữ hay này này đó, thì mình chỉnh style thôi, mình vô edit output style thôi ha. Nhưng mà đại ý là mình ứng dụng EndNote tài liệu tham khảo trong trong PowerPoint nó khác với sách Word. Ví dụ như slide thứ hai đi, ví dụ như giờ nè, đặt vấn đề thứ hai là ví dụ như cái bài báo này nè, nguyên cái bài báo này nè, thì mình phải nói ra là cái bài báo này người ta nghiên cứu làm sao, người ta nghiên cứu bao nhiêu trên bệnh nhân, chia là mấy nhóm, làm như thế nào là mình phải nhớ. Còn chữ là mình sẽ đưa cái tựa thôi, rồi sau đó kết luận là như thế nào, là những cái slide nó đơn giản như thế này thôi. Ở phía dưới này tài liệu là đầy đủ là gì thì mình có thể chèn một cái tài liệu tham khảo đầy đủ ở dưới. Sau đó ví dụ như dưới này nè, dưới này nè, tham khảo gì đó, thì ví dụ như tài liệu này nó nói câu đó đi, cái bài báo này đi, thì mình đó mình làm kiểu này nè đó, rồi mình chỉnh chữ nhỏ lại hay gì đó. Rồi ví dụ như tới đó, ví dụ như nè, ví dụ như một kết quả bàn luận đi, ví dụ bàn luận nè, thì trong một cái nghiên cứu này ta nghiên cứu rất là nhiều, nhiều 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 cái, sau đó là mình ta kết luận là như thế này, thì cái mình để cái bài báo này phía dưới này nè, thì thứ nhất là mình có thể dùng thủ công mình đánh từng chữ ra đúng không, cái thứ hai là mình sử dụng cái EndNote để hỗ trợ mình, ví dụ như bài báo này nó nói câu đó đi thì mình chọn cái đó đúng không, rồi cho chọn này là đó, rồi mình bỏ này đấy, rồi ví dụ như tài liệu thứ hai nữa chẳng hạn, nghiên cứu thứ hai nó nói thì mình chọn thêm cái nữa đó, mình bỏ này đi nhá, mình có thể đánh lại một hai chẳng hạn, hoặc là không thì mình bỏ ra hết nè hai tài liệu nè, thì bây giờ mình chọn nè, thì mình chọn insert nè, thì đó nó sẽ ra hai cái cho mình nè đúng không, đó rồi mình chọn nhỏ chữ lại chứ đừng để bự quá, như tám thôi chẳng hạn gì đó, 6 hay 8 gì đó. Thì chủ yếu PowerPoint là mình thuyết trình mình nói ra, còn mấy cái này là phụ ở phía dưới này thôi. Thì cái EndNote này nó giúp cho mình tạo cái giống như cái phía dưới này vậy đó, chứ đừng có bắt nó làm giống như y chang cái Word, tức là mình trình từ đầu tới cuối xong rồi mình đánh số là
Rồi, nào mình đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xong rồi cái slide cuối cùng nó là chứa tài liệu tham khảo thì không phải. Không phải vậy. Nếu bạn làm vậy thì bạn sẽ làm sai cái mục đích của cái chương trình PowerPoint này đi. Bạn làm đề cương mà bạn trình kiểu này chắc chắn bị mấy thầy chửi. Chắc chắn luôn. Trình mà đưa đưa chữ nhiều quá rồi đánh số 1, số 2 vậy nè. Ví dụ như bạn đem qua Word qua đi, số 1, số 2 đúng không? Đây là 3, 4 đúng không? 5, 6. Và phía cuối cuối của slide cuối cùng nó sẽ là cái tài liệu tham khảo thì như vậy là sẽ bị thầy chửi chắc chắn luôn. Tại mấy ông thầy cũng không có thời gian đâu mà ông coi số 1 là gì. Mình phải giải thích, mình phải trình ra cái ý của cái bài đó nó nói như thế nào. Đó, rồi mình để cái tài liệu tham khảo ngay dưới này thôi.